chào các bạn đã cùng quay trở lại với Nội thất Sơn Đông. Và như thường lệ, Lộc đang có mặt tại sâu trong quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thì để bạn biết, Nội thất Sơn Đông đã có 7 chi nhánh trên toàn quốc là Bình Tân, Tân Phú, Cần Thơ, Hà Nội, Mỹ Tho, Tiền Giang. Và Lộc đang ở quận 7, sâu trong quận 7. Thì trong video lần trước, mình có giới thiệu cho các bạn bộ gõ đỏ, chạm đào và dừa tứ quý. Thì để tiếp nối video ngày hôm nay, mình vẫn sẽ giới thiệu một cái bộ chạm đào dừa tứ quý này, nhưng mà nó sẽ có một sự khác biệt hơn nha. Thì lần trước là tay 10, còn đây là tay 12. Nó sẽ bự hơn bộ lần trước. Như mình đã nói là bộ lần trước là mình dùng cho những cái phòng khách hoặc là cái phòng ở chung cư, nó sẽ nhỏ gọn hơn. Còn bộ này thì nó sẽ to hơn. Còn điểm khác biệt thứ hai là bộ này là nó là khung tranh. Bạn có thể thấy là chỗ này là khung tranh này, bạn khung tranh. Nói chung kiểu dáng của nó là khung tranh hết. Và điểm khác biệt thứ ba thì chắc chắn sẽ là về giá rồi. Bộ này nó bự hơn thì giá nó cao hơn thôi. Bộ trước là 29 triệu, còn bộ này sẽ có giá là 36 triệu. Tay 12 6 món. Thì như thường lệ, mình sẽ nói về phần gỗ trước đó. Như gỗ gà đỏ là gỗ thuộc nhóm 1, là loại gỗ quý hiếm nhất và có giá trị cao nhất. Thứ hai, cũng nhờ cái đặc tính của nó là cứng, chắc, nặng, phần thịt dày, thì nó có khả năng chống chịu mối bột, phải nói là cao nhất trong tất cả các loại gỗ. Và thứ ba về giá thành thì nó sẽ ngang với các loại hương thường và rẻ hơn hương đá một xíu, thấp hơn một xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của bộ bàn ghế này nhé. Thì các bạn có thể thấy ở trên là chạm đào được đục quét rất là tỉ mỉ. Cái điều trải đào này nó to hơn trải đào hôm qua thôi. Còn ở dưới là chạm tứ quý. Thì ý nghĩa của chạm đào là tượng trưng cho sự trường thọ, trường tồn theo thời gian, rất là tốt cho gia chủ. Như mình đã nói đó, các bạn nào có xem Tề Thiên Đại Thánh thì cũng biết là một phong nó trồng đầu tiên rồi. Còn phần dưới là chạm tứ quý, mai lan cúc trúc. Nôm na là tượng trưng cho bốn mùa bình an, bốn mùa nay nắng. Và các bạn có thể thấy chỗ này là có chạm hình con thạc nữa nè. Thì kích thước chiều dài của nó là hơn 2 mét, chiều dài hơn 2 mét nha, chiều sâu là 65 và chiều cao là 1m2. Rồi, ở dưới này thì vẫn một chạm hoa văn thần yếm và tứ trụ là chạm hổ phù. Bây giờ mình sẽ qua cái bàn nha. Thì các bạn có thể thấy nè, bàn thì ở dưới phần yếm cũng được chạm hoa văn và tứ trụ hổ phù. Rộng 77 và cao 77. Thì hai bên bàn là được thiết kế hai cái tủ để mình đựng các vật dụng cần thiết cho các thứ chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ qua phần ghế đơn. Thì ghế đơn này cũng tương tự như cái đoạn dài ở trên được chạm đàn và tựa lưng chạm tứ quý, nhưng mà phần tựa ở đây là tựa nguyên khối nha các bạn, hoàn toàn nguyên khối nha. Có kích thước là ngang 87, sâu 67 và cao 1m2. Nhìn rất chắc chắn phải không ạ? Để mình ngồi cho các bạn dùng. Bây giờ mình sẽ nói về cái đôn kẹp này đây. Đôn kẹp này thì nó có kích thước là dài 55, ngang 45 và chiều cao cũng tương tự với cái bàn. Ok, về phần cuối cùng mình sẽ quay về chỗ ngồi nha các bạn. Rất là chắc chắn. Thì đôn ngồi này có kích thước là cao 41 và rộng 45, cạnh 45, cạnh này là hình vuông. Thì cũng tương tự thôi, phần yếm này được chạm hoa văn
rồi tứ trụ là hộ phụ. Nhưng về phần chân thì các bạn sẽ thấy là hai màu nó khác nhau đúng không ạ? Thì để mình sẽ giải thích luôn. Thì tại vì phần chân thì thường sẽ được nghệ nhân họ lấy cái phần gỗ ở dưới gốc hoặc là gần ở dưới gốc từ phần thân trở xuống đi. Nói chung càng trở xuống đến phần rễ thì nó sẽ có màu đậm hơn và nó sẽ mang tính chất là cứng chắc hơn. Cho nên người ta sẽ lấy cái phần này để chịu cái áp lực cao để có thể để ở dưới. Cho nên các bạn thấy nó không đều màu là tại vì là như vậy. Còn tại sao mà mình không có lấy cái phần này chung luôn? Là tại vì người nghệ nhân đã tính toán hết rồi. Tại vì mình phải vừa cân bằng được cái tính chất của nó, số liệu kỹ thuật của nó để mình có thể hoàn thiện toàn bộ một cái sản phẩm như này. Rồi em hơi bỏ xuống hết. Thì không biết các bạn có cảm nhận bộ bàn ghế này như thế nào. Bộ bàn ghế này nó cũng tương tự như bộ trước thôi, nhưng mà nó có 3 điểm khác biệt mình cũng vừa nói đó. Thì có mức giá là 36 triệu. Thì các bạn có ý kiến gì hay là muốn đề nghị trong video hôm sau mình sẽ nói kỹ hơn về phần nào. Ví dụ có thể nói kỹ hơn về phần điêu khắc, về ý nghĩa phong thủy, hay là về chi tiết hoặc cách làm ra như thế nào, thì các bạn hãy đề nghị. Trong video hôm sau mình sẽ nói sâu hơn. Hy vọng các bạn có được phút giây thoải mái khi xem video này và mình sẽ có thêm một sự lựa chọn cho gia đình mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.